Xin chào chương trình, chào chuyên gia. Tôi tên Dương Ngọc Vân, đến từ Tiền Giang. Tôi có câu hỏi nhờ chuyên gia giúp giùm. Là tôi có một cái lô nhà ở chợ, nhưng mà chợ này thì chợ quê á, bề ngang khoảng đúng là 4,5 mét, rồi chiều dài bề trên 16 á. Và tôi tính cách cái nhà thì tại vì đó ở quê thì nó cũng nhiều, có khi có đám tiệc cái, rồi tôi muốn cất một cái gác lửng nữa. Xin nhà chuyên gia tính giùm coi, tôi có khoảng 350 triệu á, thì có đủ không ạ? Thì giống hệt như trường hợp của anh Út vừa tư vấn đó chị, thì có một điều là nhà chị ở mặt chợ thì chị cũng sẽ có nhu cầu là kinh doanh ở dưới trệt phải không ạ? Không, ở không à, ở không À, à, không kinh doanh. À, à không kinh vâng, doanh không kinh tại doanh thì với cái diện tích của chị khoảng 80 mét vuông, chị xây một cái lửng nữa thì nó ra khoảng độ hơn 100 mét. Hơn 100 mét vuông thì tại vì đã xây lửng thì chị phải đổ một cái, hoặc là nếu mà chị muốn xây làm rẻ thì cái lửng thì chị có thể là nói với thợ là họ dùng những cái thanh thép mà đã được mạ kẽm chị nhé, rồi gác qua, sau đó chị đóng những cái tấm ván xi măng đúc sẵn ở ngoài á, mua về mình người ta gọi là tấm 3D đó, chị bắn lên, chị dùng đinh chị vít chị bắn vào thì chị làm được một cái gác lửng gọi là tạm, thì dùng cũng tốt, cũng bền, là 40-50 năm là bình thường, thậm chí là hơn 50 năm. Bây giờ vì đã là mạ kẽm thì nó rất là bền. Thì với cái chi phí 350 triệu của chị thì hơi thiếu một chút đấy chị ta giáng thêm 100 triệu nữa là khoảng 450 triệu thì chị làm thêm được cả cái gác lửng đó. Tại vì ở tính là xây một phòng khách rồi á, là tại vì nhà cũng có đám đó, phòng khách với một phòng ngủ á, rồi anh sao mình để nấu ăn rồi cho rộng rãi với một cái gác lửng vậy đó, thì Được là chị, khoảng khoảng chị thiếu khoảng 100 triệu chị ráng vay mượn đâu thì mình xây ở cho nó một lần, làm một lần luôn. cái đó là gác lửng đó là mình không có đổ bê tông luôn Đổ bê hả? tông thì nó Mình tốn, chỉ nó nặng cái móng, nó sẽ thứ nhất là nó tốn cái tiền đổ bê tông, cái thứ hai là cái móng nó nặng thì chị phải làm cái móng kỹ, làm móng kỹ thì nó tốn tiền, cho nên là chị hãy làm, nói với thợ làm phương án là mình lập mái tôn thôi, xong đóng trần la phông đó, rồi còn ở chị là xây cao lên thì cái đoạn giữa thì chị làm cái lửng bằng cách là lao cái thanh thép mạ kẽm tôi vừa nói và bắn cái tấm bê tông đúc sẵn vào thì nó sẽ lẫn nhẹ. thì lẫn thì mình khoảng nửa nhà ra làm sao thôi. Vâng, nửa nhà ra sau thôi chị, còn nửa trước để trần cao cho đẹp và mặt thoáng. Cửa thì chắc cửa 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 sắt kéo thôi chị chứ ạ, không cửa cửa sắt sắt thôi ạ, vâng, cửa sắt thì nó rẻ. dạ 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 xin cảm ơn Dạ, chào dạ chị. cảm ơn chương trình. Dạ, xin được.